Rồi quý vị ơi, tiếp theo cái combo này là combo nhiêu ta? 559 hả vị? 559 nha. Hồi nãy là 558 này, 559. Ba cây sâm hương 300 bao cái ship nha quý vị. Cái loại này là chưa có hàng nhiều nha quý vị. Cỡ 1 tháng 2 tháng mới có nhiều nha. Cái này tôi mót mót lại tôi bán nè. Mấy cây này là tôi ép vô chậu là 200 một cây này nha quý vị. Bao ship luôn là 250 đó, tôi để hôm nay tôi bán cho quý vị luôn. Cái này về mình gọt nhỏ xíu lại luôn, mình đưa vô mấy cái chậu nhỏ vậy luôn nha quý vị. Tại vì tôi đã xử lý đế hết trơn luôn rồi ha. Cho quý vị về cứ gọt thoải mái đưa vô nha. Cái này cũng vậy luôn. Một cây ha, nè. Đó. Nè, tỷ lệ của nó vậy nha nha, nó lùng xịt nha. Cái này quá dữ lắm nha quý vị nè. Thành phẩm mà nha quý vị, cái này tôi vô nha, tôi chỉnh hết trơn luôn rồi nha, có chi cành hết trơn luôn rồi đó chứ không phải tỉa tự nhiên đâu. Rồi hai cây, cây này đẹp lắm nè nha. Cây này hổm nằm trong chậu nhỏ tôi xử lý rồi, tôi lễ vô chậu nhỏ, giờ tôi đưa qua đây tôi nuôi cho nó lẹ nha. Cái này là quý vị về là chuẩn bị chừng vài ngày nữa mở nhôm ra thả cho nửa tháng nữa nó mập, quý vị bấm cái 4 nhánh thành 8 nhánh là thành cây kiểng rồi. Nó cũng y như cái cây này vậy nè. Đó, cái form nó vậy đó. Hồi đó tôi nuôi nè. Một nhánh tôi bấm cái thành 2 nè, 2 thành 4 cái giờ thành cây kiểng luôn nè. Đó, văn nghệ mà. Chơi vậy được rồi. Khỏi cần bài bản gì cho nó mệt. Rồi 300.000 ba cây bao phí ship luôn nha quý vị, có một lô duy nhất thôi nha. Tôi lâu lâu tôi mót mót tôi bán một lô cho vui vậy thôi nha quý vị, hết hàng rồi xuống luôn nha quý vị.